Rồi, chào mọi người nha. Làm lên video mới. Video có mã là 229 ha. Thông tin mua hàng trên bên shop em thì mọi người xem trên màn hình ha. Số điện thoại nè 0348308443. Rồi. Video này là 229. Đây là video em giới thiệu mấy cái đây. Em về ít giày mọi người. Giày thể thao nhiều với lại mấy cái túi rồi khách hàng mới chốt hàng bên em thì em sẽ gửi thông tin chuyển khoản ha mọi người cho địa chỉ tên em gửi thông tin chuyển khoản đối với khách mới còn khách quen rồi thì có thể ship code. Rồi giá em bán thì chưa bao gồm phí ship. Rồi mọi người chú ý mấy không. Rồi đầu tiên giới thiệu lên cái giày hàng cũ nha mọi người nhưng mà tuyển lại chung còn đẹp còn ok chất lượng tốt. Đây hàng này được cái là nó mỗi mẫu nó chỉ có một size thôi nha mọi người ha. Nên người chọn được cái đồ nó đẹp thì nó sẽ rất là độc, không có đôi thứ hai, rất là hiếm khi có trùng. Cái này, đôi này là Lacoste thương hiệu của Mỹ nè, size 42 ha, con này size 42, full da luôn, đây da này, logo con cá sấu à. Rồi, mã số 1 đó Lacoste. Giá bán 700.000. Size 42. Lacoste da. Đôi này là nó full da luôn. Nguyên miếng da nó mày. Để này. Rồi tiếp theo là đây. Đôi thể thao, đôi này của đôi hiệu là Under Armour của Mỹ á, hãng này nó chuyên sản xuất mấy đồ dã ngoại thể thao hãng Mỹ,
đây, nồi này đi chung là đi ngoài trời rất là nhẹ nè, kiểu dáng nó thấy không, rồi con này là size 42 luôn, giá 500 ngàn. Rồi tiếp theo là con đây, cái con này độc nó nhung người, cái da nó là màu camo màu rằn ri á, đôi này nó của Nike nè, màu rằn ri ha, Nike nè, size nó là 42 nha mọi người. Con này cũng size 42. Cái nó hơn mắt cá nè, cái gọi là cái cổ ha, cổ dài. Nó lên hơn mắt cá nè. Con này xịn. Nó là vải nha, vải cam màu gần ghi, vải này giống như vải gì ta? Vải gì dày dày luôn à, dày lắm. Này nó có với da nè, nguyên miếng da thật nè, đó trong cũng da nè. Rồi con này size 42 ha, mã số 3, 800 ngàn. Rồi tiếp theo một con Kiwi hiệu California Tennis. Cái con này dài đánh tennis à, để tennis này mà Kawit là thương hiệu Mỹ, để California Tennis nè, chắc nó sản xuất cho cái lớp tennis nào đấy ha. Nồi tem luôn, để rất là nhiều lá cờ. Rồi con này size nhỏ nha, loại cổ cao, nhưng mà nè cổ nó cao hơn cá nè. Đó, tem á. Mày đế hết nè. Kiểu này nó mày đế. Con này size 39 và số 34. Size 39. 350 ngàn. Con này là xịn nè, con này là của Nhật, Mizuno hiệu Nhật, nó màu trắng luôn, nó là kiểu full màu trắng luôn, trắng như phối với cái lớp lưới dài hề 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 hao ha, trắng nó phối lưới
X10 Mizuno. Size nhỏ nha, 39. Đây là size 39. Size 39 mọi người. Chân 240 cm. Mang ok. Cái màu trắng mọi người nhìn nó vậy chứ nó còn ok. Nói chung này tại hàng Sài Gòn. Người giặt lại ha. Nhìn nó đẹp hơn. Kiểu này là màu trắng. Rồi mã này số 5 ha. Size 39 300.000. Mizuno. Rồi tiếp theo là con giày Club. Cái này là giày gì quên ta. Chung nó giày sandal ha, đây sandal. Sandal mang bóng mát chân. Rồi size lớn, size 42 ha. Size 42. Đây của Club. Cái này nó mài đế nữa. Mài đế nên nó rất là bền ha, chắc chắn. Size 42. Tôi sandal size 42 mã số 6 ha. 300.000. Này con này độc nè. Con này là đẹp ghê luôn. Hàng cũ bển mà nó như mới mọi người. Nè, nó như mới luôn. Nó là dạng cổ cao nha. Nè, cổ cao. Cổ nó hơn nó cao. Timberland ha. Rồi này hiệu Timberland nè. Cổ nó mọi người mang dây vô nó sẽ đứng là như vậy ha. Đó. Vừa nó đứng nó cổ là như vậy. Thêm băng lần màu vàng da bò rất là đẹp. Rồi mã số 7 ha, size 40 nha. 650.000.
Tiếp theo là con Land Rover. Đây, con Land Rover hiệu Rover. Đây dài tên Rover, nó sản xuất bởi Land Rover ha. Đó, nó có ghi đó. Bởi Land Rover nè. Rồi đôi này size nhỏ, size 39. Mấy bác là chân nhỏ mang đây này, okay. Chân 240 mà. Size 39 ha, mã số 8, 350 nè. Con này xịn nè, con này gì qua nè, Puma ha, Puma hiệu Đức. Đây Puma, Puma châu Âu, mã 405, nằm Đức của mình. Nó có miếng logo rất là đẹp. Con này nó full da lộn, nó màu đen ha. Này da lộn nè, da lộn màu đen. Đế trắng ha. Nè, lót nữa. Đây cái dòng giày, cái tên nó nè, Chinomix Puma. Đẹp. Rồi mã số 9 ha, size 39 luôn. 500 ngàn. Wow, tiếp theo con gà trống, một con gà trống của hiệu Pháp. Licorbot hiệu Pháp ha, hiệu gà, con gà trống này là nó sản xuất bởi công ty Decenter của Nhật. Đây nó để nè, năm 2015. Dynamat, Dynamat con gà trống này. Rồi con gà trống này mã số 10 ha, size 39 luôn, size nhỏ 39 nha mọi người, giá 350 ngàn. Con này xịn nè, con này của Kicker hiệu Mỹ ha. Kicker hiệu Mỹ có dây kéo nè, móc khóa Nhật. Con này là Puma, con này Puma này, Puma kinh điển dạng kiểu dáng dáng gì người ta, dáng cổ điển ha.
dán chuẩn của nó, logo luôn, chuẩn chuẩn bùm màu này, bùm màu này. Đế rất là xịn, đế nó dày dài chắc ha, đế bùm màu. Rồi, đôi Puma này size 43 nha. Mã số 11 mọi người. Giá 700 ngàn. Rồi, cuối cùng là đôi Kicker. Này. Kicker xịn sò của hiệu Mỹ. Đây mọi người xem cái trên cái khoen của nó nè, nó đóng cái mộc của hiệu hết nè. Kicker đóng hiệu hết luôn. Ở đây nó làm giãn giãn, co giãn mọi người nè, cho mình dễ mang. Cái này da lộn, cái này da, cái này có lỗ không khí nữa. Đế là chắc dai mà bền, đế này nó bền lắm nè, con su nó xịn, rất là dễ mang nha. Đây kéo xuống cái rồi mang vô mọi người ha. Đây sao 39 nè, xe nhỏ nha, 38-39 mang được, 38.5 được đến 39, tối đa 39 thôi. Như kéo nè, đúng kiểu thiết kế của Nhật không, sức Nhật mà nó hết cái dạng như kéo mà. Nhật nó hết dạng như kéo mang nó tiện lợi, rất là nhanh đó, sọt như vậy. Rồi đôi này có mã là số 12 ha, size 39, 600 ngàn. Còn tiếp theo em về con túi, đây con túi đeo chéo mọi người, cái này màu, cái màu xanh, màu lính đó mọi người, màu xanh quân đội đó, xanh kêu quân đội đó. Như lên camera nó nhạt đi bớt một tí, nó sậm hơn cái màu trên camera. Thì cái móc khóa nó làm cái móc đồng luôn. Đây. Nó móc bằng kim loại ha. Hai cái khóa logo bằng kim loại. Bên trong. Đây hiểu luôn, có một ngăn kéo phía sau nữa này.
túi này dây đeo chéo nha. Có dây đeo chéo không ạ? Rồi kích thước nó là 30 đây, 30 nhân cho 20 nhân 12 ha. 30 20 12. Mã số 13 ha, 400.000. À đây là cái túi nó kiểu dáng nó lạ lắm mọi người. Nó hình tròn, nó hình trụ. Trụ đứng. Có cái dây rút trên miệng nè. Có một quai đeo nha. Một cái quai đeo, mình giật chéo, mình đeo qua, đeo. Đeo sau đeo. Rồi bên trong. Đây hàng chuẩn này xuất Nhật mọi người. Của Speedo ha. Swift đồ rồi đó. Rồi bên dưới nó lại có một cái ngăn riêng nữa ha, nè ngăn giống như hai tầng đó, nó hai tầng cái ngăn tròn. Rồi cái hình trụ này nó có đường kính là 22 ha, chiều dài chiều cao của nó đó. Cao nó là 44 đó, 22 x 44 nha. Speed đồ có khóa dây rút, có cái này rút nè. Rồi mang một quai. Rồi bán cái này 150 mọi người, mã số 14 ha, không biết được cái gì. Rồi tiếp theo cái này là cái cặp nách thôi. Cặp nách cầm tay nó đọc quá mọi người, nó có cái máy tính đâu mà nó bị chuyển giờ nó bị cấn. Nó cấn nó bể màn hình rồi, nó hư rồi ha. Có máy tính này. Có rất là nhiều ngăn để này, giống ngăn để thẻ nè, ngăn để thẻ, cái này để bút nè, cái này để hình nè, kéo. Rồi đây đựng iPad luôn nè, iPad máy tính, iPad bự 10 inch đó. Túi này dạng chống sốc luôn nha, nó cứng, có cái lớp cứng nha. Rồi cái này kích thước nó là 35 x 27 ha. 35 x 27 nhân cho 4. Rồi mã 15 ha, 150 nha. Rồi 16 một cái cặp laptop. Cặp này đựng laptop luôn. Đây. Laptop nè, chuẩn hiệu. Đây, chuẩn hiệu của Samsung. Đây, có ngăn chống sốc đựng laptop nè. Đó. Rất là nhiều ngăn. Đây, một hai ngăn nữa nè. Trong. Rồi, kích thước nó là... Kích thước này tới 40 ha, 40 nhân cho 30. 40 nhân 30. Nhân cái đáy là 10 cm. Rồi cái này có mã 16, 350 nha.
Rồi tiếp theo một con cặp da hàng hiệu của Playboy. Đây, Playboy ha. Hiệu của Playboy. Cái cặp này là đựng chung là vừa xách ha, vừa đeo chéo được. Cặp da. Cái bác vừa xách vừa đeo chéo được. Này, da nó rất là dày nha. Bên trong những cái logo Playboy của xịn đó. Rồi có nhiều năng lắm mọi người. Đó. Có rất là nhiều ngăn nhỏ bên trong. Một ngăn phía sau to nữa. Rồi một ngăn phía trước. Rồi cặp này bình ngang nó là 30. Cỡ 30 ha. Đây, đo cái đáy là chính xác. Ngang cỡ 30 ha. 30 nhân cho chiều đứng. Đứng cũng 30, cỡ 33. Rồi cái đáy. Cái đáy cỡ 6 cm. Có thể hơn nè, tại vì nó khi mà nó bầu ra là cái đáy nó to nè ha. Nhờ cái thiết kế nó là nó phình to ra chứ không phải nó vuông như là cái hộp đâu. Này da nè, xài lâu nó sẽ nó có dấu sờn nha, nhưng mà nó rất là chắc, nó bền. Rồi cái túi là Playboy này mã số 17 ha, 900 ngàn. Tiếp theo một cái túi đeo chéo. Đây, túi đeo chéo. Cái này là vải, giống như vải dù mà nó dày hơn à. Cái này hiệu Nhật nè. Giống vải dù mà nó dày hơn. Dày hơn cái chất vải dù à. Này, túi da banh nè à. Da banh nè. Hiệu Nhật đấy. Túi này còn rất là đẹp nha, còn rất là mới. Đó, nó có 1 ngăn, 2 ngăn, 3, 2 cái ngăn nhỏ ở trong. Rồi mấy ngăn nhỏ ngoài nữa ha. Túi đẹp chéo, đựng điện thoại này kia. Rồi mã này, cái túi này cái thước 25 ha, 25 nhân cho 25 nhân cho 10, 13. Nhân 10. 25, 13, nhân 10, đáy 10. Rồi dây nó là đeo chéo nha. Mã 18, 450 nè. Ồ, cái vỏ này kìa. Về một cái vỏ này của vải cổ tông nha. Vải dày nha mọi người. Đó, để nè, cổ tông nè, Made in France của Pháp sản xuất nè. Cái vỏ hiệu của Pháp sản xuất ha. Hiệu Vanin Sobert gì đó. Của Pháp. Cái vỏ nó có một cái túi nhỏ ở trên ha, để đựng điện thoại. Vỏ mình đựng đồ ha. Rồi có cái chỗ để đựng điện thoại. Cái này dính dơ, dập cái nó ra.
chuồng ra rất là dày nè. Rồi cái giỏ này kích thước nó là cỡ 35 35 nhân 30, cái đấy nó là 15 thôi. Rồi mã số 19 nè, 200 ngàn. Rồi tiếp theo một con túi du lịch của Asics, Asics hiệu Nhật, túi du lịch Asics nè. Cái kiểu da này nó chống nước mùi, da này nước nó đâu thấm, kiểu nó kiểu chống nước. Hiệu tem, hiệu Asics này. Túi này cỡ cỡ 20 25 lít đó, là đó này. Rồi kích thước nó là 45 30 45 30 dành cho 20. Dây đeo zin luôn, chống mỏi. Rồi túi này mã 20 nha, 250. Rồi nó được một con túi bao tử mọi người, túi bao tử hàng hiệu của Adidas. Adidas đây. Một ngàn, hai ngàn, ba ngàn, rồi nó có 4 ngàn. Rồi túi Adidas 4 ngàn, đây Adidas xịn chuẩn Nhật ha, là hàng nó xuất Nhật. Túi đeo bao tử ha, đeo hông á, cái móc khóa cũng của đá luôn, có 3 sọc luôn, đeo hông đeo bụng mọi người, muốn đeo chéo cũng được nha, đeo chéo bên tay cũng được, nới dây này dài ra, dây này nới ra nó rất là dài luôn, đeo chéo cũng vừa luôn. Bên đeo chéo vừa luôn, ok luôn, đeo chéo vừa rất là đẹp, đeo chéo vừa nó nằm ngay trên bụng mình, trên ngực rất là đẹp, nó rất là nhẹ mà nó mỏng nó, nhưng mà nè, nó gọn nè, kiểu thiết kế nó như vậy nó gọn nè, và bung ra thì nó đựng rất là nhiều đồ nữa nè, nó đựng rất nhiều thôi, không phải nó nhỏ xíu đâu, cái này đựng iPad được luôn. Rồi kích thước nè, 25 ha, 25 nhân cho 17. Rồi cái ấy bung ra nè,
Còn lắm, 10 cm luôn. Rồi cái túi bao tử này mã số 21 à, 450 nè. Rồi cuối cùng một con túi du lịch của Adidas. Đây, con túi du lịch của Adidas thôi. Cái này là cái đồ để đeo chống mỏi mọi người, mỏi cái vai mình. Mình đeo không cái dây này nó rất là mỏi luôn nha. Có cái này vô nó rất là hiệu quả. Chống mỏi. Cái này là xếp lại như vậy. Để cầm, nó không có đau tay. Rồi, Adidas. Này, dưới đáy nó có một lớp cao su mà. Còn cái đáy nó chắc chắn. Rồi, cái đáy này là 20 nè. 20 ngang 4 gần 50. 20 50. Rồi, chiều cao nó cỡ 20 luôn, vuông vức lên là 20. Cái này nó tầm đoán nó tầm 30 lít nữa. Đựng cái 89 bộ đồ. Đây nó có ngăn kéo bên hông. Có cái chìa khóa mà. Mà không thấy đâu khóa đâu ha. Đây một ngăn nữa. Rồi. Đây một ngăn chính nè. Cái này bịt để cho nó lên cái form cho người thấy cho nó dễ hình dung ra ha. Đây bên trong nó nè. Đá nè. Cái này mà không xài xếp lại nó cũng gọn luôn rồi. Này nó thiết kế xếp lại rất là gọn luôn. Đó, nguyên cái túi du lịch xếp lại. Nó xíu. Ha. Rồi, con túi này mã 22 nha, 500.000. Túi này đó. Chắc chắn lắm mọi người. Nói chung nó cũ thì cũ mà nó rất là chắc chắn. Thường mai nó rất là chắc. Xài nó bền. Rồi, kết thúc video ở đây nha. Cảm ơn mọi người đã theo dõi và ủng hộ. Hẹn gặp lại video tiếp theo. Thông tin liên hệ thì em để trên màn hình nè. 0348 1043. Mọi người liên hệ nha.